Thôi lâu lâu em lên tí anh chị em đừng đem đá em nhá. 29 triệu coi 25 nhá. Nó NVX 1555 ABS, nó hơi xấu tí thôi nhưng mà màu cao lắm. Okay. Mà thấy cũng được đẹp lắm. Sonic 23 cũ anh em. Đó, Sonic 23 triệu. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe thanh lý giá rẻ này, bán cả góp qua ngân hàng á. Đó là những cái khâu điều mà tại cửa hàng. Thì anh em nào mua thì địa chỉ và số điện thoại mình ghi ở phần bình luận ha. Ở đây thì cũng có những dòng xe đi làm, xe số này, xe tay ga này và một số dòng xe khác, ví dụ như là SH1 này, rồi Vario, AB Vision rồi. Với lại Vinner á, giá mềm cho anh em á. Các bạn chịu khó mình tham khảo cái clip á. Thì đồng hành với đường mình hôm nay thì có anh Hưng sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị bạn ha. Mời Hưng ạ. Hello, xin chào toàn thể anh chị em bà con mình nhá. Bữa nay lên sóng đúng không? Bữa nay em lên sóng làm giảm mà cho. Bữa nay em giảm bên cửa hàng em giảm nữa cho. Bữa nay giảm luôn. Ờ. Lại xả nữa. Đây xả cho. Bữa nay giờ em lo lo em lên cái em giảm luôn, xả luôn đúng không? Ví dụ giới thiệu anh chị em bà con mình là con đầu tiên là con Jupiter đi, đúng không? Đó. Jupiter này là 2010 đúng không? Đầu nồi hơi cái là dòng xe nhập đúng không? Anh em thì mình xe này là cửa hàng bán cho 10 triệu này. Đúng không? 10 triệu à? Đúng không? Ok, 10 triệu và đây là con Jupiter 24 à 215 biển số 37 nhá. Jupiter FI chứ 215 nhá. Con này cửa hàng bán cho 11 triệu này. 11 triệu. Ở đây bán hỗ trợ để hơn là xin rút luôn. Xe toàn quốc nha anh em, có trả góp à, chỉ cần trả trước tầm một vài triệu là nhận xe rồi. Ship xe thì anh em đặt cọc cầm nhiêu anh? Cái này cọc từ nếu ở xa thì gần dọc tầm 2 triệu thôi. 2 triệu là được đó. 2 triệu là ship xe okay. Luôn. Đây rồi. Là còn đây là Vision 212 mẫu cũ này, đúng không? Con này là cửa hàng bán cho 10 triệu rưỡi này. Đó. Cái gì? 10 triệu rưỡi. Bữa nay giảm còn 10 triệu rưỡi luôn. Đúng rồi. Đó Vision 10 triệu rưỡi anh em giảm cho nhá, đúng không? 10 triệu rưỡi nhá. Rồi, và AB đầu bò đây này, không cửa hàng bán cho 10 triệu một cặp một con, 10 triệu mấy? 10 triệu một con, 10 triệu một con, 10 triệu một con nhá. Đấy, AB đầu bò mà bữa AB nay đầu bò 10 triệu một con nhá. Con này là FI rồi nha mọi người, nó chỉ có mỗi cái đề phóng thôi, nó trước mùa 40 triệu á. Nói chung là giờ lâu lâu lên cái là anh chị em bà con mình đừng đem đá em nhá, lâu lâu giảm ấy đúng không? Ok. Để hết vâng. Con này khách rồi, cọc xe rồi. À, con để con này cọc hả? Đúng không? Và đây là con quay A 100 này. Bữa hôm bán 11 triệu đúng không? Bữa nay mình cho 10 triệu luôn này. À 10 triệu luôn. Đó. 10 triệu luôn. Quay đầu nồi zin nhá. Đầu nồi zin. Future này. Future này là 2020, biển số 63. Mình bán cho 19 triệu. 19 triệu luôn. 19 triệu nhá. S135. 135 này mình bán là 11 triệu này, đúng không? Biển số đâu anh? Biển số là 93H1, đầu nồi mình bao zin nhá. Đó. 135 giờ mình bán cho 11 triệu thôi đúng không? 11 triệu thì quá rẻ. Đó. Và trong ngày mình đi tay ga được nhỉ? Xong mình côn ra luôn đúng không? Ờ tay ga luôn đi. Đó. Bây giờ đi SH này. SH 218 khói mắc cây nhá. Đó, cửa hàng bán này có 37 triệu thôi, đúng không? 37 triệu. 37 triệu. Này là biển biển số 61. 61. Vâng. Hoàn rút hồ sơ sang tên được bình thường đúng không? Rút hồ sơ sang tên bình thường. Hỗ trợ trả góp qua các ngân hàng luôn đúng không? Con nó chạy 20 ngàn rồi. Đó. Ok. Và đây là SH Mod đúng không? Đó, lâu lâu em lên tí anh chị em đừng đem đá em nhá. 29 triệu coi SH rồi nhá. Gì? 29 triệu SH nhá. Bữa nay giảm còn 29 triệu. 29 triệu nhá. Đó, SH Mod này. Biển số đâu anh? Con này biển số là 36B3 này. Đúng không? Biển số 36. Rút hồ sơ sang tên được không? Rút hồ sơ ra tên bình thường. 29 tất cả, triệu. Tất cả các dòng xe trong cửa hàng bán ra, khách hàng muốn rút hồ sơ cửa hàng sẽ hỗ trợ rút hồ sơ ra tên anh chị em mình. Thêm phí đúng không? Nha. Thêm phí thôi, đúng không? Ok, 29 triệu nha anh em. 29 triệu này, đúng không? Và đây này, con này cũng là 24 luôn này. Cặp này 29 triệu này. Đúng không? Đấy, 29 triệu biển số 93. 93 luôn. Máy bóc êm. Máy bóc cửa hàng bao zin luôn phải êm. Bao zin êm nhá. Đó. Nói chung tất cả xe cũ ngoài có đôi dặm thuốc nhẹ nhé. Hôm nay mình nghĩ là mình lên quá con này đó. Thì đợt này chị bán luôn. Tại vì S21 mà bây giờ 29 triệu đúng không? Nó còn thua một con Vision mới thì anh em nghĩ đi. À để tính con Vision mẫu mới đó. À tí nữa anh lấy về đó.
Và đây là ES Mod cuối 2019, gần 2020 rồi nhá. Đăng ký cuối 2019, cửa hàng bán nó cho 38 triệu này. Đó, 38 triệu thôi. Xe ô tô bao chuẩn 17 ngàn. Vỏ trước vỏ sau còn nguyên nhá. Bao zin luôn, đúng không? Tiếp tục Vario. Và tiếp tục Vario là 150. 150 này. Đó, 30 triệu thôi. Vario 150, 30 triệu, biển số đâu anh? Biển số của con này là 69. Đúng không? L1-18046. Góp thì mấy con này được trước tầm 700 triệu ha? 7-8 triệu thôi. Ok. Rồi Vario 125. Vario 125, ba con này mình đồng giá mình bán 27 triệu con. 27 triệu một con. Con này đợi con. Nhiêu anh? Con này là 2019 hết. 2019 biển số đâu? Con này là màu vàng này là biển 29, biển số 69 này. Ok. Đó, con này là cái xe 2020 này, biển số 70 này. Đó, và con này là biển số Đồng Nai. 2019. 27 triệu thôi nhá. Ok. Đó. Rồi. Có AB 125 phiên bản đặc biệt này anh em. Phiên bản đặc biệt 2021 này, đúng không? Con biển số 68 C1, đúng không? 65743. Con này cửa hàng bán cho 28 triệu này. Con này xe mới lắm nha, mình coi bao nhiêu cửa sổ nè. Về một cặp luôn mà. Con này về một cặp luôn. 8 ngàn mấy này. Ok. 8 ngàn mấy, con này là... Còn phía dưới này được không? Phía dưới này là con 2021 luôn. Mình về một cặp 2021 luôn mà. Nói chung 2021 mình bán đồng giá 28 triệu một con thôi. Đúng không? Điểm số 93 luôn. 93 luôn. Đó. Con này về 68. Trời bán đồng giá luôn. Đồng giá luôn, 28 triệu một con. AB mà máu... Cú. Màu 24, đúng không? Màu cũ mình bán 17, cái này mình giữ nguyên giá 17 triệu. Đồng giá luôn à? Đồng giá 17 triệu nhá. Đó, màu màu đỏ trắng đỏ này, màu trắng đen đỏ. Này. Biển số đâu anh? Con này cho nó biển số Sài Gòn. Sài Gòn. Và con này là biển số 47. Đúng không? 47 là 17 triệu. Và con này là màu đen nhám đầu máy 75, với mình bán 18 triệu này. 18 đó. Triệu, tại vì màu này mắc hơn nha anh em. Mắc hơn. Mắc hơn 1 triệu nhá. Và đây là con AB này. AB 2019. Còn 24 củ thôi, đúng không? 24 củ à? 24 củ thôi. Đó. Có 24 cành nha anh chị em nhé. Và đây NVX này, còn 17 triệu thôi. Đó, 17 triệu NVX 155 nhá. Đó, NVX 1555 ABS, nó hơi xấu tí thôi nhưng màu cao lắm. Okay. Thấy cũng được đẹp lắm, đúng không? Rồi, AB màu đỏ bán à? Màu đỏ là 24 luôn, nói lại mà. Bao nhiêu? 29, 24 triệu. Quay một cây 2 đồ mod nhá. Rồi. Đó. Và 24 triệu thôi. Rồi, Novo 6 bán nhiêu? Novo 6 là con này bán rồi, khách cọc rồi. Ok. Đó. Rồi. Và con này cũng vậy, anh chị mang mới về luôn. Con này biển số 9308362. Con này cũng bán cho 17 triệu luôn, đúng không? Đó. Con này bán cho 17 triệu luôn. Kẹt ra tính chỉnh lại. Đó. 17 triệu. 17 triệu thôi. Quay này. Và cặp quay này là mình cũng nói là mình cặp quay này mình cũng giảm giá đâu, đúng không? Quay này cũng vẫn bán là 14.800 bao hồ sơ luôn. 14.800. Cái này là hồ sơ có sẵn á, mua có bấm biển như xe mới nha anh em. Bấm biển xe mới thôi. Xe này gần như là từ trong ra ngoài full mới luôn. Full mới luôn. Máy móc zin nha. Nó chỉ đầu đầu nòng zin thôi, còn nồi làm rồi nhá. À, nồi làm rồi. Và Sonic có 23 củ rồi. Đó, Sonic 23 củ anh em. Đó, Sonic 23 triệu. Con biển số là Sonic là biển số 70. 70 Tây Ninh nhé. 70, 23 triệu. Rồi Sa Chi 2021. 24 triệu. Biển số 93. Và đây là con Raider 23 triệu luôn. Biển số là 67. 23 triệu nhé. 23 triệu. Còn đây Winner đây này. Winner X. Winner X này. Mình bán đồng giá luôn 20 triệu một con, đúng không? ABS hết. Đây, con ABS, dòng ABS màu luôn. Đen vàng đồng, con này biển đâu? Con này đen, con này biển đen này là biển số 69 này. 20 à? 20 triệu thôi. Okay, con bên này. Con đầu này bữa hôm 21 triệu mới mình, số Sài Gòn, số đẹp lắm, 89 này. Còn mình bán 20 triệu luôn cho. Okay. Không? Rồi. 20 triệu phiên, luôn. Phiên bản combo bản... màu xanh bạc. Xanh bạc này, cũng bán 20 triệu luôn, biển số 36. Rồi, hai con này bán thường này. Con này bản thường cái này. Con này là bản thường, mình vẫn bán 20 triệu nha, nhưng mà khuôn mét chạy ít quá. 20 triệu luôn. Con này đời cao luôn. Đời cao. Ok. Rồi, con này. Con là 19 triệu. ABS luôn. 19 triệu. Ok. Đó là toàn bộ cái lô xe này hiện còn tại cửa hàng thôi. Số lượng bữa nay còn cũng hạn chế lắm anh em. Hạn chế rồi. Anh em nào mua thì nhắn tin qua Zalo cho anh Hưng để mà anh Hưng hỗ trợ ship xe cũng như hỗ trợ sang tên đổi chủ. Thì anh em cứ lưu ý. Rồi, cảm ơn chị Hoàng xem clip đó. Xin chào. Chào anh em chị em nhé.